Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trưa ngày 26 tháng 2, anh Vũ Văn Nguyên trú tại thôn 7 xã Iato, huyện Ia tỉnh Gia Lai cho biết, con gái anh là VTM sinh năm 2008, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích. Cụ thể vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, công an thị trấn Khai, huyện Iagrai đã tìm thấy con gái anh tại một phòng trọ trên địa bàn. Theo anh Nguyên, khi được tìm thấy, tinh thần của VTML có phần hơi hoảng loạn. Công an thị trấn Khai đang làm việc với VTML để nắm bắt thông tin và xác minh nguyên nhân vụ việc. Như thông tin đã đưa vào trưa thứ Bảy ngày 24 tháng 2, VTM L điều khiển xe mô tô đến trường đại học. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo là không thấy L đến lớp. Tối ngày 25 tháng 2, sau hơn một ngày mất liên lạc với VTM L, anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung Về nhà đi con, ba mẹ mong con, con ơi. Con ở đâu, ba mẹ đi đón con về. Về đi con, ba mẹ không mắng con đâu. Đến 22 giờ 14 phút cùng ngày, từ Zalo của VTML có dòng hồi âm cấp cứu, ba mẹ ơi cứu con với, con không sống nổi mất, sau đó L mất liên lạc. Anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của L với nội dung bị bắt, bị nhốt, bị trói tay và bị đe dọa. Khi người này hỏi lại là đang ở đâu thì VTML trả lời là không biết. Đến khoảng gần 23 giờ đêm ngày 25 tháng 2, bạn bè của L gọi điện đến báo cho gia đình là L đã trốn được ra ngoài, đang ẩn nấp tại khu vực Làng Giang, gần trụ sở công an huyện. Tuy nhiên, khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy. Bên cạnh đó, công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích của em VTML, 16 tuổi, trú tại xã Iato, huyện Iagrai, khi gia đình thông báo mất thông tin liên lạc với nội dung em học sinh lớp 10 ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đi học tại trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Iaka, huyện Iagrai, bằng xe gắn máy biển số 81AU014.71 từ 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2. Trước đó, về phía nhà trường, thầy Nguyễn Văn Trường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết, học sinh VTML vắng học vào chiều thứ Bảy, tức ngày 24 tháng 2, gia đình em này có liên lạc và chúng tôi cũng vào cuộc tìm kiếm. Bởi đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc, đi xe máy đến nhà bạn gái NTL sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị là bà VTT sinh năm 1969 khiến cả hai người bị thương nặng rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà. Nghe tiếng hô hoáng kêu cứu, người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa hai mẹ con chị L đi cấp cứu, đồng thời tiến hành các phương án dập lửa. Tuy nhiên, do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội, gây thiệt hại một số tài sản. Gây án xong, Bùi Hòa Nam đã lẫn trốn vào rừng núi. Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến điều tra vụ việc tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm. Đến 11 giờ cùng ngày sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Được biết chị L là người yêu cũ của Nam, cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản. Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bỏ chạy lạng lách và nhiều lần đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi, gây xôn xao vì hành động quá nguy hiểm của tài xế. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông C08 bộ công an cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1. Sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974 chú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2, trên tuyến đường quốc lộ 1A, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Lúc này chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội với tốc độ 75 km/h, trong khi đó tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác đáng chú ý ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển Liên quan vụ người đàn ông đổ xăng lên đầu tình địch châm lửa đốt ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Ông Hoan đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự. Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông H 55 tuổi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%, dù được các bác sĩ cấp cứu điều trị, ông H vẫn không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoan phát hiện vợ mình là bà PTN, sinh năm 1971, bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoan đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để trả thù ông Hát. Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, nghi phạm đi tìm ông Hát thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Lúc này ông Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông Hát đang ngồi, rồi đổ xăng thẳng lên người đối phương và châm lửa đốt. Ông Hát sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn ông Hoan bỏ đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hoàng Mai đã vận động đối tượng ra đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chỉ nhau lãnh đạo công an quận hoàng mai cho biết vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như ông nguyễn văn hoan nói tại cơ quan công an ông hoan đã khai nhận hành vi phạm tội